biến đi, biến khỏi thế gian này. Đại dịch gây tan thương. Tối 26 tháng 7, Bộ Y tế đã thông báo hành trình của bệnh nhân 71 tuổi, bệnh nhân COVID-19 mới nhất tại Đà Nẵng, bệnh nhân 420. Theo đó, hành trình của bệnh nhân như sau. Từ 21 tháng 6 đến 8 tháng 7, thăm con ở một chung cư thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 8 tháng 7 về lại Đà Nẵng, sống cùng chồng, con trai và con dâu. Bệnh nhân có một con gái khác sống tại Đà Nẵng, nhưng từ khi bệnh nhân về Đà Nẵng, chưa gặp lại người con này. Vài ngày trước khi có dấu hiệu sốt, bệnh nhân cùng chồng đến chợ đầu mối mua sắm. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt và đau ngực. Trong thời gian này, bệnh nhân có đến nhà em trai ruột tại đường 209, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 7, chồng bệnh nhân đến mua thuốc tại nhà thuốc CT trên đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Sau khi dùng thuốc 5 ngày không giảm triệu chứng, ngày 21 tháng 7, bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh bệnh viện C, sau đó xin về nhà. Lúc này có 3 người nhà ở Quảng Nam ra thăm. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân vào lại bệnh viện C. Từ đó đến nay, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện C và kết quả xét nghiệm tại Đà Nẵng và Nha Trang đều dương tính với COVID-19. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 3 tại Đà Nẵng và hiện cũng chưa tìm ra nguồn lây ban đầu.